vào á, thì các bạn có thể mua cái đợt lúc đó là có 3 đô thôi. Nhưng mà ở giai đoạn này thì khi mà rất là nhiều người mua cái xe bạn này, thì hiện tại nếu như mà bán một xe bạn này thì chúng ta sẽ được đó chính là 33 đô. Đến ngày 20 tháng 9 trong 2 ngày thì mình thấy rằng là ai chắc nhiều nhất đó thì mình sẽ tặng cho các bạn là 15 đô. Đó, top 2 là 10 đô và top 3, 4, 5 đó chính là 5 đô mỗi người ha. Các bạn nha, chào mừng cả nhà đã trở lại với channel của Wazo Crypto. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật tình hình thị trường đầu tuần. Và cả nhà cũng thấy được rằng là từ ở tuần trước, từ khi mà Bitcoin nó ở dao động từ 24k thì mình đã nói rằng với cả nhà là tuần tới tiếp theo, có nghĩa là tuần vừa rồi thì sẽ có một đợt tăng giá nhẹ. Và ở tuần này, ở đầu tuần thứ hai cũng là một cây nến tăng. Và dự phóng của mình từ đây đến ngày 29 tháng 9, Bitcoin sẽ dao động ở mức tầm 27k8 đến 28k1 ở khúc này ha cả nhà ha. Nó sẽ ở cái đường biên này. Và cả nhà cũng sẽ thấy được cái view của mình nó sẽ như thế này. Đó, thì mình sẽ dự rằng là nó sẽ lên tới đây rồi nó sẽ sập xuống ở ngày 29 tháng 9 ha. Thì ở giai đoạn này thì nếu như cả nhà hỏi rằng mình á, là nếu bây giờ tôi mua con được hay không, thì mình nghĩ rằng là không, mua và bán luôn cũng không ha. Thì dạo gần đây đang hot cái trend chào lưu đó chính là cái con TRB. Thì cả nhà có thể thấy rằng là khi mà cái con TRB nó tăng á, thì cả nhà thấy cái cáp của nó khá là nhỏ, nó chỉ có đâu đó là tầm khoảng chưa tới 100 triệu đô. Thì cái việc mà nó bơm phổi thì khá là dễ dàng. Và ở giai đoạn này thì rất là nhiều người bay vào đánh để ăn funding, với cái mức phí funding là 3%. Thì nếu như mà chúng ta vào một cái lệnh 10.000 đô thì chúng ta sẽ mất đâu đó là tầm 300 đô nếu mà chúng ta bán khống ha. Và thực sự đây là một trong những cái bài toán mà rất là khó để những người mới nhận biết được. Thì mình khuyên cả nhà là nếu như mà một cái đồng coin nào đó có một đợt tăng giá siêu nhiều, thì cả nhà nên nhìn chú ý rõ cái phần phí funding. Ví dụ như là ở cái giai đoạn con TRB này thì cả nhà lưu ý rằng là cả nhà chết ở cái phần này cho mình. Cả nhà chết cái phần này cho mình ha. Đây cả nhà. TRB. Đó, thì cả nhà chết là phần này. Hôm qua là nó là 3%, thì ngày hôm qua rất là nhiều khách hàng của mình nói rằng á là Sơn ơi, tại sao tôi vào cái mức giá như thế này? Nhưng mà qua quá 4 tiếng thì nó trừ tôi vào tổng vốn đó chính là 1.000 đô tiền gốc với lại X10 ha. X10 thì tổng vốn là 10k đô, thì sau khi hết 4 tiếng đó đào đến ngược thì nó một đầu đó là tầm 300 đô. Thì họ phải hoảng hồn luôn và cứ liên tục như thế thì nó bao dần mòn tài khoản. Thì cả nhà lưu ý khi mà cả nhà tham gia vào đánh lên xuống thì cả nhà nhớ lưu ý cái vực funding này. Và đặc biệt là những cái con mà bơm phổi như thế này thì Sơn khuyến khích là cả nhà đừng có nên đụng vào ha. Và chúng ta hãy nhìn cái phần market cap của con TRB đi. Ở cái con TRB thì mặc dù cái giá của nó khá là cao, nó lên đến tầm 45 đô, nhưng mà cả nhà nhìn cái cap của nó khá là nhỏ ha. Đây có 44 triệu đô thôi, nên cả nhà hãy cẩn thận lưu ý. Đầu tiên khi mà muốn mua hay là bán cái bất cứ cái con nào thì cả nhà hãy nhìn cái cap nó trước đó, rồi sau đó là cả nhà nhìn vào ở cái phí funding này cho Sơn ha. Ok cả nhà, nhớ lưu ý như thế này ha. Và tình hình của buôn bán đô thì nó cũng giữ cái mức như là ở tuần vừa rồi. Thì ở cái tuần vừa rồi nó cũng dao động ở cái mức giá là 105. Thì ở cái mặt đơn hàng Binance ở hiện tại thì ở những mức giá nó đều không dao động. Nó vẫn là 24.300 đồng tiền Việt. Và nếu như mà cả nhà có mua hay là bán những nơi mà kiểu gọi là trên chợ thì cả nhà nên mua ở Wazon, bởi vì Wazon là đối tác của Binance, thế nên là mua nhanh rẻ uy tín. Thì Zalo với lại Telegram thì mình để ở cái phần dưới mô tả rồi, cả nhà chỉ cần kết bạn với mình và cả nhà nhắn tin thì mình sẽ trao đổi nhanh luôn, hỏi lên sàn mua bán mất thời gian. Và ngày hôm bữa trước á, thì mình có làm một cái video như thế này, một cái video bot chấm test. Thì ở đây là có một cái pool là 100.000 đô. Ở pool 100.000 đô thì mình đã nói trước với cả nhà là 2 ngày trước rồi, và cả nhà có thể thấy rằng là ở giai đoạn này thì mình cũng đã làm khá là nhiều các điều kiện của nó. Và chúng ta có thể thấy rằng là ở giai đoạn này thì có khá nhiều các bạn đang lao lên vị trí top đầu ở phía này ha. Và ở đây thì mình cũng đã có làm khá là nhiều điểm, tại vì ở hiện tại buôn bán đô thế nên mình không làm nhiều. Thì cả nhà vào ở cái phần mention này đó, thì cả nhà có thể thấy ở đây ha, cả nhà hãy làm những cái nhiệm vụ của nó như là reply này hay là tweet lên đấy, rồi cả nhà sẽ nhận được post ở phần phía này ha. Đó, cả nhà có thể thấy rằng là phần này thì mình đã làm nó cũng khá là đầy đủ rồi. Hôm nay mình còn 3 tweet nữa thôi là mình hoàn thành chỉ tiêu. Và bên Twitter thì chúng ta có thể là kết hợp với lại daily tweet với lại là daily reply đấy. Thì cái phần video ở phía trước thì mình để cho cả nhà rồi nha. Còn video này thì mình sẽ cho cả nhà xem ở cái phần đợt, ở cái phần vừa rồi á, thì mình đã có mua một cái bạn, một bạn này thì bạn này tên là Bitcoin. Đây, bạn này tên là bạn Bitcoin đây. Bạn này tên là Bitcoin Indonesia. Thì khi mà các bạn mà tham gia vào á, thì các bạn có thể mua cái đợt lúc đó là có 3 đô thôi. Nhưng mà ở giai đoạn này thì khi mà rất là nhiều người mua cái xe bạn này, thì hiện tại nếu như mà bán một xe bạn này thì chúng ta sẽ được đó chính là 33 đô. Như vậy thì mình mua 3 đô thì mình bây giờ đã có 33 đô, thì mình ít
rất là nhiều lần rồi hơn cả nhà, hơn 10 lần rồi. Thì mình hy vọng rằng là cái dự án này sẽ là một cái dự án mà thay thế Frametech để các bạn có thể là kiếm được một chút xíu cái lợi nhuận ở trên thị trường crypto này, ở trong cái mùa downtrend. Và hiện tại thì sau khi mà làm xong dự án này các bạn, thì cũng có một cái event nho nhỏ nữa ở trong cái phần Talent của chúng mình. Thì ở cái phần Talent này thì mình sẽ để dưới cái phần mô tả, thì các bạn chỉ cần click vào cái đường link mô tả đó vào trong nhóm Talent này. Thì đây là cái group Bull Stand của anh em mình thành lập để có thể là tương tác cũng như là kết nối các bạn người mới, thứ nhất với lại là những các bạn nào mà thích mua bán đô uy tín nhanh giá rẻ đấy. Thì ở đây thì sẽ có hai cái top, một là top 1, hai là top 2. Thì top 1 sẽ được 15 đô và top 2 sẽ được 10 đô, và top 3, 4, 5 thì mỗi người 5 đô. Đó, cái này sẽ random ở top 20. Thì ở đây là cái event top chat thôi, các bạn cứ vào tương tác thật là nhiều, các bạn chat thật là nhiều ở lúc đó. Rồi sau khi mà qua từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 trong 2 ngày thì mình thấy rằng là ai chat nhiều nhất đó thì mình sẽ tặng cho các bạn là 15 đô. Đó, top 2 là 10 đô và top 3, 4, 5 đó chính là 5 đô mỗi người ha. Thì với cái giai đoạn này thì có một chút tiền như thế uống cà phê thì quá tốt. Ok, thì video của mình đến đây là đã kết thúc rồi. Thì hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Mình sẽ cập nhật tiếp tình hình thị trường cũng như là thị trường đô cũng như là thị trường tài chính ở crypto cho các bạn ha. Thì ở giai đoạn này thực sự là mình khuyến khích cả nhà nên là làm những cái con AROC, tránh kiểu gọi là tham gia vào các dự án đầu tư bên ngoài. Bởi vì ở giai đoạn downtrend này thì rất là nhiều các dự án hút dòng vốn vào để trả lãi suất cao, nhưng mà thông thường thì lãi suất cao thì không có ở trong giai đoạn này ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nếu cả nhà yêu thích video của mình thì hãy like, subscribe, ấn cái chuông để theo dõi những video sớm nhất nha. See you và hẹn gặp lại. Bye bye.